Bàn phím cơ chắc chắn là một trong những sản phẩm gear không thể thiếu dành cho game thủ hoặc là những người dùng văn phòng thường xuyên sử dụng để đánh văn bản. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một hầu bao rủng rỉnh để có thể mua những cái mẫu bàn phím cơ trị giá nhiều triệu đồng. Thế nên ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho anh em top những cái mẫu bàn phím cơ cực kỳ tốt, cốc giá chỉ khoảng 450.000 đồng trở lên. Mà đầu tiên thì mình đang có mẫu bàn phím cơ đến từ Ajax hoặc là Aya. Thì các bạn gọi thì mã của bàn phím là AK40 Black, sử dụng đó chính là Blue Switch. Thì tổng cộng phiên bản của Asia này chúng ta sẽ có là 3 mẫu Switch Blue, Red và Brown. Thì mình sẽ mang ở đây toàn bộ những mẫu bàn phím sẽ là Blue Switch để các bạn có thể có một cái nhìn dễ nhất. Trước tiên là về hình thức bên ngoài thì đây là mẫu bàn phím có kích thước là TKL và không có cụm phím 5 pad. Tổng cộng chúng ta sẽ có là 87 phím. Thì cái Switch được sử dụng ở đây đến từ Asia luôn. Đây, Blue Switch ở đây sử dụng lấy từ Asia. Về mặt cảm giác gõ cũng như trải nghiệm theo như mình thấy thì cái mẫu Blue Switch này cho cái cảm giác gõ là khá đanh. Đây là đặc điểm đặc trưng của những cái dòng Blue Switch có tiếng clicky và gõ đanh. Thì những cái game thủ nào mà đang gọi là tập để sử dụng bàn phím cơ thì mình nghĩ nên lựa chọn phiên bản Asia này. Thứ nhất là bàn phím cực kỳ rẻ đi, 449.000 đồng, có tiếng clicky và gõ đanh. Tuy nhiên thì bởi vì tiếng gõ đanh nó sẽ chỉ phù hợp đối với cái nhu cầu đó chính là các bạn chơi game một mình thôi. Đây, mình sẽ gõ cho các bạn nghe thấy. Tiếng gõ của nó là đanh, chơi game một mình thì ok, chứ còn mang đến văn phòng mà dùng cái này thì chắc chắn anh em sẽ nhận ra được một điều, đó chính là bàn phím sẽ bay màu trong một nốt nhạc sau một hôm anh em sử dụng. Còn về keycap thì sao? Keycap ở đây thì là keycap double shot với chất liệu đó chính là nhựa ABS. Sau một thời gian sử dụng thì chắc chắn là cái nhựa ABS này sẽ bóng lên, nhưng mà không sao, đây là cái đặc điểm của cái nhựa này rồi. Còn phần LED được trang bị sẵn đây là LED Rainbow. LED Rainbow sẽ xuất hiện theo dải, thế nên anh em nếu muốn điều chỉnh những chế độ khác cũng như bật tắt thì có thể xem ở trên cái hướng dẫn sử dụng hoặc là nhìn trực tiếp ở trên bàn phím. Ở trên đây thì hãng cũng đã có in lên những cái phần phím tắt để các bạn có thể sử dụng rồi. Và cái điểm sáng lớn nhất của sản phẩm Asia AK40 này đó chính là cái miếng cover top, tức là cái miếng mặt phủ bên trên này được làm từ kim loại, một mẫu bàn phím cơ có mức giá siêu rẻ 449.000 đồng, còn miếng cover được làm từ kim loại, thế nên về hình mặt hình thức là cực kỳ chắc chắn. Đây, đây các bạn thấy khi mà mình bẻ hai bên ra, bàn phím không bị bẻ theo, đã có cái miếng kim loại rất dày có thể cover rồi. Tất nhiên thì sản phẩm sẽ không thể nào hoàn hảo được khi mà cái switch được cắm ở trên đây thì là không vững lắm. Đây, ở một số phím thôi nhé, không phải tất cả phím, ở một số phím theo như mình cảm giác là không vững lắm. Thế nhưng khi các bạn chơi game ở cường độ cao thì cũng không ảnh hưởng bởi cái vấn đề này. Thì đây, đây mẫu bàn phím để chúng ta có thể lựa chọn và bàn phím rẻ nhất. Và chúng ta sẽ chuyển sang mẫu bàn phím đắt hơn một chút đi. Nếu như thêm 50k nữa thì chúng ta sẽ có mẫu bàn phím cơ đến từ DU có tên mã là EK87. 87 ở đây thì cũng tương tự, đó chính là chúng ta có 87 phím và là bàn phím TKL. Để cho các bạn dễ hình dung nhất thì đây vẫn cứ là phiên bản Blue Switch và sử dụng đó là D-Switch độc quyền đến từ DU. Cảm giác gõ là cực kỳ tốt ở trong tầm giá và mình thấy là tốt một chút khi so với Asia AK40, bởi vì rõ ràng đây là một sản phẩm đến từ DU và DU họ đã sản xuất những mẫu bàn phím cơ từ rất lâu rồi và được rất nhiều anh em game thủ đã đón chờ, họ đã mong ngóng. Đây, mình sẽ gõ luôn cho anh em nghe thấy. Tiếng gõ Blue Switch của em này cũng khá đanh và mình thấy là tiếng hay hơn một chút so với Asia AK40. Đắt hơn 50.000 mà chúng ta đã có một cảm giác gõ tốt một chút rồi. Thì đấy, cứ mỗi lần thêm một tầm tiền thì sản phẩm sẽ tốt hơn một chút. Thì keycap ở đây đó chính là keycap ABS Double Shot. Rồi, hai sản phẩm Double Shot rồi. Chất liệu và cấu thành tổng thể của sản phẩm sẽ là nhựa. Và đây sẽ là một trong những mẫu bàn phím cơ có thể nói là nhẹ nhất ở trong phân khúc rồi. Chúng ta có thể mang đi mang lại rất dễ dàng. Và các bạn sẽ băn khoăn một chút về cái vấn đề độ bền của sản phẩm. Thì đầu tiên khi mình bóp vào các cái cạnh này không nghe thấy, đây mình bóp phải không nghe tiếng ọp ẹp, và đây khi mình vặn sản phẩm cũng không bị vặn theo tay mình. Đó, các bạn thấy không, đây là một trong những sản phẩm khá là tốt để các bạn chọn mua. Còn về dây ở đây, dây đây như các bạn thấy đó chính là dây chúng ta sẽ dây nhựa bình thường và đầu sử dụng USB Type-A và là một trong những cái sản phẩm khá là tốt. Còn về phần LED RGB thì có rất nhiều những chế độ để các bạn có thể quan tâm và lựa chọn, thì các bạn nên đọc sách hướng dẫn sử dụng nhé, bởi vì nếu mà hướng dẫn luôn thì sẽ là hơi dài. Đây sẽ là sản phẩm EK87. Sản phẩm thứ ba là một trong những bàn phím cơ quốc dân và em nó đã quay trở lại, Fullland M87S với mức giá là khoảng 690.000 đồng, hay chúng ta cứ gọi luôn là 700.000 đồng đi. Thì đây là một trong những cái sản phẩm được rất nhiều người hỏi mua bởi vì cảm giác sử dụng là rất tốt ở trong tầm giá, hoặc là có thể nói là nó có thể sánh ngang những sản phẩm mức giá khoảng hơn 1 triệu đồng. Thì sản phẩm được trang bị đó chính là Switch Hanua mới. Thì mặc dù thiết kế nó vẫn tương tự so với những thế hệ tiền nhiệm, thế nhưng Switch ở đây đã được trang bị đó chính là Switch mới và cho một cảm giác gõ những cái tiếng clicky khá là nhỏ khi so với thế hệ tiền nhiệm. Đây, mình sẽ gõ cho bạn nghe.
tiếng clicky là có, nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều, và nhỏ hơn khi so với hai cái mã đó chính là Asia cũng như là DAU. Có lẽ thì với cái tiếng nhỏ như này thì mình nghĩ là gần như là nhỏ nhất ở trong phân khúc rồi. Thì về độ hồn như này, các bạn hoàn toàn có thể mang đến công sở để có thể sử dụng, miễn là đồng nghiệp có bạn dễ tính một chút. Và phần keycap được trang bị là keycap ABS Double Shot theo tiêu chuẩn của Cherry. Thế nên khi các bạn mua cái mẫu bàn phím cơ này về và cảm thấy là keycap theo kèm không ưng lắm thì hoàn toàn có thể mua những keycap ra bên ngoài để bạn custom sao cho phù hợp nhất. Và khi mà mình combat mạnh ấy thì mình thấy được ấy là đúng là bàn phím quốc dân có khác, mặc dù là chúng đã sử dụng switch mới rồi. Keycap thì là keycap vẫn là keycap ngày xưa, nhưng mà cái mức độ chắc chắn của sản phẩm là rất tốt. Đây, đây mình sẽ gõ tiếng space. Nếu như anh em nào mà không thích tiếng space này thì về có thể stop lại. Còn những cái phím như kiểu là phím bình thường này, độ vững chắc của phím là cực kỳ tốt trong tầm giá chỉ khoảng 700.000 đồng. Mình cũng đã có một sử dụng một sản phẩm M87S được gần 2 năm rồi. Thì cái mẫu bàn phím cơ đấy của mình là sử dụng loại switch khác cơ. Nhưng 2 năm sử dụng mà sử dụng vẫn ok, tiếng gõ vẫn hoàn toàn tốt. Nhưng mà mình sử dụng red switch chứ không phải sử dụng blue switch. Về phần dây của sản phẩm thì sẽ được đặt lệch về phía bên phải. Và dây, đấy các bạn thấy đây, dây được bọc dù có cục chống nhiễu. Và đây được mạ vàng hoặc là được mạ màu vàng. Và phần kê chân của sản phẩm cũng kê rất cao luôn, cực kỳ vững chãi và tốt. Với sản phẩm khoảng 700.000 thì Fullland M87S có thể nói là gần như là vô địch trong phân khúc 700.000. Phần LED của trang bị của sản phẩm cũng là một cái thế mạnh, đó chính là LED RGB và có sẵn rất nhiều những thiết lập và các bạn hoàn toàn có thể custom trực tiếp ở trên bàn phím. Và các bạn cần phải đọc thật kỹ sách hướng dẫn sử dụng để có thể custom được sao cho phù hợp nhất. Còn nếu như bạn không thích thì hoàn toàn có thể sử dụng cái phím bắt từ function từ 1 cho đến 9. Có rất nhiều những cái chế độ để các bạn lựa chọn, và mình thích nhất là chế độ gọi là mưa rơi sao rơi ấy. Và cuối cùng là một đối thủ nặng ký nhất theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì đây là một mẫu bàn phím cơ đến từ Etera, EK387. Etera là một hãng sản xuất đến từ Việt Nam. Thì về cái chất lượng build của sản phẩm là một trong những cái điểm sáng cực kỳ tốt, khi mà cái chất lượng theo như mình đánh giá là không thua kém phân khúc bàn phím cơ dưới 2 triệu đồng. Tức là cái độ chắc chắn của sản phẩm khi mà bóp vào tất cả các cạnh không nghe tiếng ọp ẹp, và cái phần khung nhựa bên ngoài là cực kỳ dày luôn. Và đây các bạn có thể nhìn thấy được trực tiếp ở trên sản phẩm là như vậy. Và mình cũng đánh giá cao một cái yếu tố nữa, đó chính là mặc dù cái keycap được sử dụng ở đây là keycap ABS Double Shot, thế nhưng đã có một cái lớp phủ bên trên. Mình nghĩ là vậy thôi, bởi vì mình trông mặc dù vẫn là ABS thế nhưng sẽ có một độ nhám nhất định, tức là sau một thời gian rất dài sử dụng thì bàn phím mới bị bóng lên. Còn nếu như bạn nào mà thường xuyên vệ sinh thì cái độ bóng của sản phẩm sẽ là rất thấp. Thì đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đấy anh em sử dụng bàn phím cơ và sử dụng keycap là ABS. Và mức giá của sản phẩm anh em biết là bao nhiêu không? Là 800.000, gọi là cao thôi nhưng 800.000 vẫn cứ là bàn phím cơ mức giá rẻ. Và dây ở đây là dây USB Type-C và dạng rời. Đây, ở giữa đây có thể là hơi tối thế nên là mình sẽ rất là khó quay cho anh em. Thế nhưng mà dây USB Type-C được để lùi sâu hẳn ở bên trong đây, thế nên khi mà các bạn gắn dây vào có những cái khe để các bạn có thể để dây, mà các bạn chẳng may có giật bàn phím quá mạnh thì cũng không sợ bị bay cái dây USB Type-C ra để gây ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Về mặt switch thì ở đây sẽ sử dụng switch do chính Era tự sản xuất riêng, và tiếng clicky có thể nói là tiếng clicky to nhất trong tất cả những mẫu bàn phím mình mang đến trong video ngày hôm nay. Tiếng bàn phím cơ là cực kỳ đanh. Đây là những trong mẫu bàn phím rất tốt để dành cho anh em game thủ try hard muốn làm anh hùng bàn phím. Nhưng nhớ phòng phải cách âm một chút, chứ phòng mà không cách âm gõ nhiều khéo buổi tối bố mẹ lại không cho sử dụng đâu. Còn theo như mình thấy thì là mặc dù nói là to đi, các tiếng clicky của cái mẫu bàn phím cơ gọi là to, nhưng theo như mình thấy so với những năm trước thì tiếng clicky đã được làm nhỏ hơn rất nhiều rồi. Bởi vì là anh em game thủ hay những người dùng phổ thông, người ta mua bàn phím cơ cài càng nhiều và đôi khi họ sẽ chỉ lựa chọn những phiên bản tiêu chuẩn, đó chính là những phiên bản sử dụng blue switch. Thế nên nếu như mà làm những cái tiếng clicky nhỏ lại một chút thì sẽ phù hợp để cho những người ta sử dụng đa dạng hơn, sử dụng ở nhà này, mang đến công ty để sử dụng sẽ là tốt nhất. Và trên đây là top 4 mẫu bàn phím cơ tốt nhất có mức giá chỉ từ 450.000 đồng để anh em mới tập chơi bàn phím cơ có thể mua về và sử dụng. Và vì video đây là giới thiệu nhanh 4 mẫu bàn phím thôi, thế nên riêng cái phần chỉnh LED RGB thì anh em nên đọc ở cách sách hướng dẫn sử dụng để có thể sử dụng một cách tối ưu nhất. Hẹn lại anh em ở trong video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.